Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, trong ngày tu cuối của năm Canh Tý, Thầy nói về hình tượng con trâu trong Kinh Phật. Mười ngày nữa đó, chúng ta đón mừng xuân Tân Sửu. Chữ Sửu trong chữ Hán đó, thường được dịch là con trâu, và chỉ chung cho loài trâu và loài bò. Dù là cùng chủng loại, trâu có màu da đen, thân tướng to khỏe hơn. Bò đó có màu nâu và thân tướng thì nhỏ hơn. Cả hai đó cùng làm ba công việc. Thứ nhất, cày cấy. Thứ hai đó, chuyên chở. Thứ ba đó, cung cấp sữa cho chủ nhân của nó. Và khi cơ thể nó lớn dần, đủ để đưa ra thị trường đó, thì con trâu con bò chịu kiếp bất hạnh, bị các đồ tể giết chết, trở thành là món ăn ngon cho các thực khách. Kiếp của con trâu thật là bất hạnh. Người dân Việt Nam thì có câu ngu như trâu, ngu như bò, nghĩa là phản ánh sự kém phát triển về trí não. Và con trâu đó, thân thể nó to nhưng mà trí não thì lại không có phát triển, nó rất là hiền hậu, ăn chay trường. Ăn cỏ không à. Thầy có xem rất nhiều thước phim trên Discovery Channel, Khám phá thế giới, hoặc là kênh Animal Planet, Thế giới động vật. Thì rất nhiều đàn trâu ở châu Phi đó, thân tướng còn to hơn các con trâu ở Ấn Độ. Nó rất là hiền, hiền đến độ cả một đàn như vậy mà bị một con sư tử ăn hiếp, nó không có biết nối kết nhau, tạo thành sức mạnh để tự vệ chính mình và bảo vệ đồng loại. Và thỉnh thoảng trong hàng nghìn con trâu lại có được một con có được tinh thần đó, bình thường nó không có ý thức đó. Cho nên là trâu đã trở thành là nạn nhân của các sư tử, cọp, beo ở trong các rừng và ở trong thế giới thiên nhiên. Mặc dù về thân tướng nó to gấp vài lần, có trường hợp nó to gấp cả chục lần các con thú dữ ăn thịt khác. Thì để nói về hình tượng con trâu trong Kinh Phật đó, thì ngày hôm nay Thầy trích 4 đoạn kinh. Thứ nhất là giá trị của con trâu, được Đức Phật nói trong kinh là Người Áo Trắng.
Hãy quan sát đàn bò, hãy quan sát đàn trâu, có con vàng, đỏ, trắng, đen, một màu hay có đốm. Dù trâu bò màu gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị của trâu bò là ở sức chuyên chở. Là trâu bò hữu dụng phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Người áo trắng là thuật ngữ Đức Phật dùng để chỉ cho Phật tử tại gia. Khi đến chùa trong thời của Đức Phật, các Phật tử tại gia mặc một bộ câm lê màu trắng. Còn kiểu dáng của bộ đồ lệ thuộc vào văn hóa của các sắc dân và chủng tộc. Tức là ai theo chủng tộc nào, văn hóa y phục thế nào thì mặc nguyên y phục thế đó. Chứ thầy Đức Phật thì không có áo lễ, áo tràng dành cho Phật tử tại gia như là trong thời nay. Vì sao Đức Phật dùng màu trắng để chỉ cho Phật tử tại gia? Vì màu trắng đó tượng trưng cho thanh tịnh. Một vết bẩn nhỏ bám trên tờ giấy trắng, miếng vải trắng dễ dàng bị phát hiện ra. Nếu như quý vị mua một miếng vải màu nâu, có lỡ có bẩn ở trên đó có không ai nhìn thấy được. Thì lấy màu sắc trắng này, Đức Phật khuyên mọi người cần phải quan sát, theo dõi, làm chủ tâm, đừng để bị bẩn nhơ bể, tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và nhiều phản ứng tâm lý tiêu cực khác. Thì trong bài Kinh Người Áo Trắng này đó, Đức Phật sử dụng hình từ con trâu về phương diện sức khỏe và giá trị sử dụng. Hình ảnh mà Ngài đưa ra đó bao gồm cả trâu và là bò. Trâu thì phần lớn có một màu đen thôi, còn bò đó thì có con vàng, con đỏ, con trắng, con đốm. Còn xuất xứ của trâu bò đó thì nó có nhiều nơi khác nhau. Ở tiểu bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đó, trong thời cổ cũng như là thời hiện đại, họ có văn hóa chợ trâu. Thì cứ mỗi một tuần đó, những người chuyên môn bán trâu đó, họ thuê xe công nhân đó chở các đàn trâu của họ đến cái khu vực chợ đó để bán trâu. Thì người mua trâu đó, người ta sẽ coi con trâu nào to, khỏe, mập mạp mua về. Thì ở Ấn Độ quý vị biết là phần lớn là mua trâu không phải để cày cấy quý vị. Trâu bò được thờ như là hóa thân của Thượng Đế trong đạo Bà La Môn. Chỉ có những người khác tôn giáo như là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi và một số Phật tử theo Phật giáo Nam truyền đó mang thịt trâu, thịt bò. Còn người theo đạo Ấn Độ phần lớn ăn chay trường rồi. Còn nếu người nào ăn mặn đó, thì họ không ăn thịt trâu, không ăn thịt bò, họ xem đó là phạm tội nặng. Văn hóa thờ trâu đã trở thành thiêng liêng ở trong đời sống tinh thần của người Ấn Độ giáo. Thì để cho con trâu khỏe mạnh đó, thì người Ấn Độ có cái kỹ năng
đó là lấy cái vỏ của đậu xanh, mà ở bên Ấn Độ người ta ăn đậu xanh mỗi ngày, cho trâu và bò ăn. Thì có khi con trâu mình ăn cái vỏ đậu xanh đó, thì trong cơ thể của nó từ đầu nó có một cái trữ lượng sữa nhiều hơn bình thường. Ngoài ăn cỏ thì ăn thêm đậu xanh. Nhà nào cũng có một vài con trâu để lấy sữa. Thì những vùng nông thôn, mà đời sống nông thôn là chiếm đại đa số tại Ấn Độ, thì ở trước cửa nhà, ở hông nhà, ở bên trái nhà, người ta nuôi vài con trâu. Con trâu ăn chỗ đó, ỉa chỗ đó, tắm chỗ đó, bình thường. Và người dân người ta làm quen với mùi trâu, phần trâu, không có gì trở ngại hết đó. Thì trong giới luật của người xuất gia đó, Đức Phật cho sử dụng uống nước tiểu của con trâu nhỏ và con bò nghé để trị bệnh, vì trong đó nó có dược chất. Còn người Ấn Độ còn dùng phân trâu họ gọi trên đầu, một tháng gọi chừng một hai lần để nó đầy rồi đó, rồi lấy cái bọc ni lông bọc lại. Thế vị biết để làm gì không? Làm gì? Để tóc không bạc, tóc không rụng. Nó còn hơn là thuốc nhuộm nữa. Và đối với phân trâu phân bò đó, thì người Ấn Độ xem bình thường. Họ dùng hai bàn tay, không cần phải đeo găng tay gì hết á. Đánh qua đánh lại, đánh qua lại thành một cái bánh tròn giò. Áp cái bánh đó vô vách tường nhà của mình. Ở nông thôn thì tường nhà người ta làm bằng đất sét, giống như Việt Nam của mình cách đây 30-40 năm vậy đó, để phơi khô. Hoặc là áp vào cái vách tường, chỗ nào có vách tường, có vách nhà là họ cứ áp vào thôi. Mục đích để làm gì quý vị? Để làm nhiên liệu thay cho củi và ga. Người Ấn Độ có thói quen bảo vệ môi trường, không phá các loại cây. Cũng không có cái thói quen mà đi bán cây, bướng cây chỗ này đi bán ở chỗ kia, không có chuyện đó. Cây nằm ở chỗ nào tôi để nguyên và tao cũng không muốn chặt phá. Cho nên ở nông thôn á, nuôi trâu nó có nhiều cái chức năng lắm. Thứ nhất á, là tạo ra nhiên liệu từ phân bò, phân trâu, chụm quanh năm suốt tháng. Thứ hai đó là có sữa uống cho cả gia đình. Mỗi người Ấn Độ trung bình một ngày đó họ uống khoảng nửa lít sữa. Thứ ba đó là đối với một số đồng áng thì ta sử dụng để ta cày cấy, mà phần lớn người ta không có sử dụng sức trâu. Thỉnh thoảng một số nơi, ví dụ người ta không được khỏe, người lớn tuổi, trong nhà ta không có thanh niên, thì ta bắt đắc dĩ lắm mới dùng trâu bò đi cày thôi. Rồi thứ tư đó là dùng phân bò, nước tiểu của bò, của trâu để tăng cường các hệ giá trị về dược cho một số bệnh lý. Đức Phật cũng sử dụng các giá trị được mặc định phổ thông đó trở thành một triết lý để nhắc nhở con người phải sống có giá trị trong cuộc đời này. Mọi người đến với cuộc đời này từ hai bàn tay trắng. Quỹ thời gian của kiếp người vài mươi năm, thấy vậy mà nhanh lắm. Thầy đi từ Việt Nam sang Ấn Độ là năm cuối năm 94. Đầu năm 2002 thì quay trở về. Thì nó khoảng 7 năm rưỡi. Nay nhìn lại gần 20 năm mà. Chỉ còn có mấy tháng nữa là 20 năm. Quá trời nhanh. Rồi năm nay cũng đã 53 tuổi rồi. Không biết sống chết lúc nào.
Nếu mà so với việc Đức Phật hành đạo chuyển bánh xe chân lý thì thầy cũng đã gần được một phân nửa thời gian của Đức Phật. Đức Phật hành đạo 45 năm. Nếu thầy may mắn sống thọ được 80 tuổi như Đức Phật thì thầy có thể bằng được hoặc qua hơn được cái số lượng 45 năm chút. Vội chuyện mà sống thọ đến thế không ai nói trước được. Thì trong một cái quỹ thời gian tương đối đó, không ai xác định được tương lai của mình sống bao lâu. Thì mỗi người khi còn sống, khi còn khỏe đó, cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Tốt cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Ở đây Đức Phật đã dùng cái hình ảnh rất là sâu sắc của con trâu con bò. Một màu hay có đốm, dù trâu bò màu gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở. Thì rộng hơn nữa là gì? Ở cái sức cung cấp sữa và ở cái sức cày cấy, tức là những giá trị về thể chất đó. Là con bò hữu dụng phải có sức khỏe mạnh giúp chủ trong công việc. Thì bây giờ chúng ta có một ông chủ ở trong tâm của mình, xin lỗi, một chủ trong cơ cuộc sống của mình, đó là tâm. Và cơ thể này giống như con trâu mà. Tâm sử dụng con trâu thân một cách thông minh thì con trâu thân này không phạm pháp, không ngược đạo đức, không trái lương tâm, làm những việc hữu ích, mang lại các hệ giá trị cho đời. Mặc dù trong trại giam không phải ai ở trong đó đều là những người có tội thật sự, vì có một số người bị tội oan. Nhưng những người có tội thật đó, có thể nói là những người rất là đáng thương, vì họ không biết sử dụng cái quỹ thời gian đó để sống hữu ích. Để sống hữu ích đó, thì trong rất nhiều kinh Đức Phật nêu ra đó là tinh tấn làm các việc thiện, phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn, tinh tấn làm cho các việc thiện, việc có ích chưa có mặt lần lượt có mặt. Để hai phương diện này đó, liệu Đức Phật có cái chất liệu thôi thúc chúng ta phải nỗ lực, phải siêng năng không dừng. Nên khi dịch ra chữ Hán đó thì các tổ Trung Hoa dùng và khái niệm tinh tấn. Tấn là tiến về phía trước, tinh là phải làm cho tinh hoa, tinh chế, tinh chất, tức là có chất lượng, chứ không phải chỉ có tiến bộ mà không có cái phẩm chất, không có chất lượng thì cũng không có giá trị nhiều. Vừa phải nỗ lực không dừng, vừa phải đề cao đến cái phẩm chất và những cái giá trị đạt được trong cái sự nỗ lực đó. Thì mỗi người Phật tử tại gia có đánh giá là trong một năm tu học chúng ta đã làm được bao nhiêu việc thiện, bao nhiêu việc Phật, tham gia được bao nhiêu chương trình an sinh xã hội do các chùa khởi xướng, giữ được bao nhiêu ngày tu, nghe được bao nhiêu bài pháp thoại, làm lợi ích cho người thân, giúp ích cho làng xóm, đóng góp cho cộng đồng. Cứ tự đánh giá lại là mình đã được tinh tấn trong phạm vi đó được bao nhiêu phần trăm. Rất nhiều Phật tử đến bây giờ vẫn còn bị ngộ nhận do vì ít đọc kinh, hoặc là chẳng may đó nghe phải những băng giảng của các thầy các sư cô cũng ít đọc kinh,
và cứ kêu mọi người lo chuyên tu đi, không có làm Phật sự gì hết, không làm các thiện sự gì hết, ngược lại với lời Phật dạy, và nghĩ rằng đó là một sự tiến bộ lớn, thì cuối cùng vẫn cái sự tinh tấn chúng ta không có. Chỉ có tinh tấn trong tu, chứ không có tinh tấn ở trong trong các Phật sự. Tinh tấn trong các Phật sự thì Phật giáo mới phát triển được, Phật giáo phát triển đó thì xã hội mới được bình yên được. Còn tinh tấn trong tu của một mình thôi đó thì phải được an lạc của mình, thế giới này không được lệ lạc gì hết chứ. Thầy đang phiên dịch luật ngũ phần. Đây là một trong năm trường phái luật của Phật giáo. Thì có một câu hỏi rất là đáng ngạc nhiên và đáng suy gẫm. Và câu trả lời của Đức Phật cũng đáng ngạc nhiên và đáng suy gẫm. Câu hỏi như thế này: Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ tại sao có ba vị Phật khi giác ngộ thì chân lý được truyền bá lâu dài ở trên cõi đời này, đang khi cũng có ba vị Phật chân lý của các ngày ấy bị yếu thọ, Phật giáo bị suy vong và bị quên mất? Câu trả lời của Đức Phật là: sở dĩ ba vị Phật có chân lý tồn tại với thời gian ngắn là do vì sau khi giác ngộ thành Phật không giảng kinh thuyết pháp nhiều, tôi không có nỗ lực làm Phật sự. Mặc dù cái đoạn đó thì có thể nằm ở trong vòng tranh luận là có thể bị biên tập về sau này hay không, nhưng mà cái thông điệp nằm đằng sau của đoạn kinh đó đó, ở trong giới luật đó, đó là nếu tăng ni thành phần đại diện cho đạo Phật không năng động trong các Phật lực, Phật sự, thuyết pháp, giảng kinh, dấn thân, nhập thế, thì những lời dạy minh triết cao quý của Đức Phật ít được con người biết đến. Thì cái đó là đạo Phật tự yếu dần đến tình trạng gần như có tồn tại ở trên mặt hình thức thôi. Chứ còn thầy thì thầy tin rằng không có Đức Phật nào mà sau khi giác ngộ không chuyển pháp luôn, sau khi giác ngộ không giảng chân lý, sau khi giác ngộ không làm Phật sự. Vì cái công việc của Đức Phật là khai mở trí tuệ, mà không làm việc đó là sao trí tuệ được mở? Do đó mỗi người phải đặt ra tiêu chí nhón chân vối tay, tức là tinh tấn hơn chút, phấn đấu để vượt kỷ lục chính mình, đừng quá gây áp lực. Quá gây áp lực nó làm cho mình mệt mỏi, đến lúc nào đó ngã quỵ. Ở trong cái chương mực sức khỏe cho phép, chúng ta phấn đấu tốt hơn, cứ mỗi ngày tốt hơn chút. Thì phong cách sống này nó giúp cho chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng, và lúc nào cũng có tiến bộ, cứ tiến bộ đều đều. Đến lúc nào đó khi mà nhìn lại đó, các thành quả của chúng ta về lập nghiệp hay là về bất cứ một đầu tư nào đó cũng đều rất đáng được trân trọng. Vậy là một con người hữu dụng á, phải là con người có giá trị cho đời. Còn việc mà thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh A-la-hán là con đường lâu dài. Trong lúc chúng ta chưa đạt được các cái quả thánh đó đó, ít nhất chúng ta phải trở thành người hữu dụng. Làm tu sĩ cũng phải hữu dụng ở trong mỗi gia đình, dù ở cái tư thế nào, làm cha, làm mẹ thì cha mẹ có trách nhiệm, biết thương con, biết dẫn dắt đến một tương lai tươi sáng, hạnh phúc. Làm vợ, làm chồng cũng phải tạo ra cái tính hữu dụng của mình ở trong gia đình. Làm con cũng phải trở thành con hữu dụng, tức là giúp ích cha mẹ trong công việc, trong lập nghiệp. Còn học sinh, sinh viên thì phải trở thành hữu dụng, tức là trở thành học sinh giỏi, sinh viên giỏi,
Thậm chí có rất nhiều sinh viên có thể phát minh, sáng kiến, sáng tạo, khám phá. Nhiều học sinh chưa được 15 tuổi đã có những phát minh đẳng cấp thế giới. Tức là ai ở trong tư thế nào cũng phải nỗ lực làm cho mình trở nên hữu dụng. Điều hai, con bò được sử dụng sánh ví cho sự tăng trưởng. Xin trích kinh Tăng Nhất A Hàm, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Thắng và Thích Tệ Sĩ. Chân bò không buông lung, người chủ được nhiều phước. Sáu bò trong 6 năm lần lượt thành 60. Tỳ kheo giới thành tựu, tự tại trong thiền định. 6 căn được vắng lặng, 6 năm thành 6 thông. Thì đoạn này đó, nó nằm ở trong cái phẩm bắt đầu vào con số 6. Người nông dân chân lắm tay bùn, cày cấy ruộng nương, cần phải có con trâu con bò làm vú. Vì cái sức lực của con người không thể nào ngang bằng được như trâu bò. Và khi mà ta nuôi bò thì phần lớn người ta chọn là bò cái, vì bò cái có khả năng sinh sản. Và sự sinh sản của bò rất là nhanh, quý vị. Ở đây Đức Phật dùng một con số tượng trưng thôi. Nếu trong mỗi một gia đình có 6 con trâu con bò, bởi vì nuôi trong vòng 6 năm thôi, thì sự sinh sôi đó sẽ giúp cho quý vị sở hữu được 60 con bò. Có khi là 62, có khi 65, có khi là 50. Ý là nói là cái sự tăng trưởng đó ngày càng lớn. Và muốn như vậy đó, thì chủ bò, chủ trâu đó phải cho ăn, chăm sóc sức khỏe. Con trâu con bò có thói quen nhai lại, tức là sau khi đó gặm cỏ, cỏ ở những cánh đồng hay là cỏ do gia chủ họ phơi khô, sau đó họ cắt ra pha trộn với chút xíu nước cho dễ dàng. Thì giai đợt một á, con trâu con bò sẽ giữ lại ở ngay cái vòm cỏ. Khi nằm nghỉ đó, bắt đầu nó ọc ra nhai lại thêm lần thứ hai, và sau đó mới nuốt vào. Nếu trâu bò ăn cỏ trên các cánh đồng thì hai lỗ mũi của con bò, con trâu nó phải tiếp xúc với lại mặt đất, quý vị biết rồi, nó là chắc chắn rồi, nó mới không sát xuống dưới đất. Thì ở dưới đất nó có khí nitơ. Như vậy vừa ăn cỏ vừa hít khí nitơ, dịch vị tiết ra nhai đi nhai lại nhiều lần rồi mới nuốt vào, cho nên đó con trâu con bò không bao giờ bị đạo bao tử. Cái dịch vị đó nó làm tiêu hóa. Chỉ có cỏ và khí nitơ và lại tạo ra sữa màu trắng với sức khỏe và chất bổ cho con người tiêu thụ. Cho nên khi đi hành thiền đó, nếu nhà người nào có các thảm cỏ ở sân trước, sân sau, nên bỏ dép ra. Dĩ nhiên là đừng có đi vào mùa đông. Mùa đông nó lạnh giá, đi sầu đói, không ạ? Đi như vậy thì nó dẫn đến thấp khớp. Còn ở cái vùng mà khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, đặc biệt là từ Sài Gòn cho đến Cà Mau á, thì quý vị chịu khó đi không mang dép ở trên cỏ,
để cái tác động khí nitơr tiếp giáp trực tiếp vào cái mặt bàn chân, nó cũng tăng cường sức khỏe. Thì từ cái con số 6 con trâu trong 6 năm trở thành 60 con, Đức Phật nói cũng tương tự như vậy. Nếu các đệ tử bao gồm xuất gia và tại gia của Đức Phật đó nỗ lực thành tựu được 3 thứ thôi, 2 thứ thôi, đó là đạo đức và thiền định, làm chủ được 6 giác quan, thì trong thời gian tu 6 năm, đó là con số ước lượng như vậy, có khi là 60 năm, có khi là 6 kiếp, chứ không phải lúc đầu ai cũng đạt được như thế, thì vị đó sẽ chứng đạt được sự giác ngộ. Qua cái khái niệm Đức Phật sử dụng đó là chứng đắc 6 thần thông. Ba trụ cột tâm linh ở trong đạo Phật nó gồm có trí tuệ, đạo đức và thiền định. Ở đây tại sao Đức Phật không nêu cái chữ trí tuệ ra? Là bởi vì đó nó tự động đạt được thôi. Đầu tiên là người tu xuất gia là phải tu đạo đức. Các giới dành cho người xuất gia thì nhiều hơn người tại gia. Trong bộ luật tứ phần mà tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên sử dụng, thì các điều khoản đạo đức dành cho tỳ khưu, tức là các thầy đó, gồm có 250 điều khoản. Dành cho tỳ khưu ni, tức là các sư cô, 348 điều khoản. Còn trường phái ngũ phần, trường phái thập tụng, trường phái ma ha tăng kỳ, trường phái nhất thiết hữu bộ và trường phái thượng tọa bộ, thì cái số điều khoản đạo đức dành cho tăng và ni đó có thể ít hơn. Và nếu giữ đủ tất cả những điều khoản đạo đức đó đó, thì một vị xuất gia tăng và xuất gia ni đó có cơ hội trở thành thánh nhân rất nhanh. Nhưng mà không phải dễ dàng giữ đủ được hết mấy trăm điều đó đâu. Thứ hai đó là phải chuyên tu thiền định, tức là thực tập thiền trong đi, đứng, ngồi và nằm, chứ không phải chỉ có thiền ngồi không, vì ngồi nhiều quá sanh bệnh. Cái cấu trúc cơ thể của con người đó không phải là cái cấu trúc để ngồi, đó là cấu trúc hai chân để đi, còn cấu trúc bốn chân là để chạy. Nếu con người chạy chút là mệt, là khi con bò con trâu nó chạy hoài nó cũng ít mệt lắm không. Còn các loài có cánh đó, thì cấu trúc nó là để bay. Do đó đó, các vị thiền sư Trung Hoa đó, khi hướng dẫn công án phải tội đầu đó, ta phân ra ngồi nhiều nhất là 45 phút một lần đó. Rồi đi thiền hành 15 phút. Có nơi đó chỉ ngồi 30 phút rồi đi thiền hành 15 phút. Cứ như thế suốt một ngày tu 10 tiếng, có khi 12 tiếng. Người tu tập không có đau nhức toàn thân. Tại vì đối phó với cái cảm giác đau nhức là chúng ta không thể chánh niệm tỉnh thức bây giờ mà tới đây được. Rồi có rất nhiều người để chú trọng vào cái sự ngồi, thì may mắn là có được cái sức khỏe thận, thận khỏe thì ngồi lâu không đau nhức. Còn đau nhức á thì chúng ta phải giải phóng đó, bằng không đó là không có an lạc được. Nên ở chùa giác ngộ cho phép ngồi ghế là vậy, ngồi lấy ngồi thoải mái. Vì cái mục đích của tu thiền không phải là trong cái tư thế ngồi, mà mục đích là để làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống qua các phản ứng khi chúng ta tiếp xúc với cuộc đời. Cho nên ai có được sức khỏe thận tốt, ngồi lâu được thì cứ tiếp tục ngồi,
Nhưng mà lời khuyên của thầy á, ngồi đừng quá 60 phút một lần, nhất là sau tuổi 40, thận bắt đầu yếu, xương là bắt đầu bị thoái hóa đó. Rồi bọng đái đó nó cũng hoạt động yếu lại, cho nên nó dễ tụ lại thành sạn thận, sỏi thận. Do đó làm việc văn phòng là cứ khoảng 60 phút, 90 phút quý vị chịu khó đi tới đi lui vài lần, thư giãn 1-2 phút, phát thủ, hay là còn gọi là tập dịch cân kinh đó. Sau này chúng ta không có bị đột quỵ, không có bị khòm lưng, đau nhức bả vai, xương sống, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa. Thực tập thiền đó quan trọng nhất là giữ được tâm vô sở trụ, tức là không vướng gạt tâm về quá khứ, để không hâm nắm nỗi khổ niềm đau, không vướng gạt tâm về chuyện tương lai, để không phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, không vướng gạt tâm trong các vọng niệm ở hiện tại, để tâm thật sự được chánh niệm tỉnh thức. Về tất cả các cái vận động của thân đang diễn ra và của tâm đang diễn tiến, và làm chủ nó, không cưỡng chế nó, không đè nén nó, không chạy theo nó, không lệ thuộc vào nó, cứ giữ chánh niệm thì tự động các vọng niệm kết thúc. Giống như là giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc, không cần dùng vũ khí để tấn công bóng tối. Ở mức độ tu tập cao đó, thì người tu thiền cần phải xả niệm để đạt được thanh tịnh, tức là buông hết mọi ý niệm. Cảm giác làm cho chúng ta khi hạnh phúc thì đê mê, mà khi khổ đau thì cùng cực. Khó làm chủ nhất là phản ứng cảm xúc: hờn, giỏi, giận, tức, ganh, ghen, khó chịu, hận, thù, vân vân, đều trở thành các kẻ thù nguy hiểm của hạnh phúc. Nó làm cho người tu thiền á không thể đạt được sự bình an. Nên người nữ khi tu á ít tiến bộ hơn người nam, là bởi vì bán cầu trái về cảm xúc quá mạnh. Nó như một cái lò phản hạt nhân, nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Và đàn ông mà về sống cảm xúc nhiều còn khó chịu nữa, mệt mỏi nữa. Quý vị cứ dỡ bàn tay ra nha. Nàng phải mê tín lắm. Này là một cái quy đạp. Bàn tay người nào á mà nước da nó cứng thì cứng á, ít cảm xúc. Mà nước da nó mỏng lét, bóng lưỡng là cảm xúc dữ lắm. Dấu hiệu thứ hai đó, chỉ tay có ba đường, giống như thầy, là ít cảm xúc. Mở một đường nó rõ ràng, không có đường chi chiết, trẻ nhỏ vậy đó. Còn người nào mà cho bàn tay chi chịch các cái đường lớn, đường nhỏ, chỉ lớn, chỉ nhỏ, thì cảm xúc nhiều lắm. Dấu hiệu ba, ở cái mu bàn tay, người nào nó sáng láng, nó bóng lưỡng lên luôn vậy đó, không phải là sức dầu nha, nó tự nhiên á, là cảm xúc dữ lắm. Thì người nhạy cảm xúc á sẽ giỏi về ngoại ngữ, giỏi về ngoại giao, giỏi về cái linh cảm, giỏi về cái cảm nhận, nhưng mà ngược lại là sống khổ tâm. Nhiều khi người ta vô tình thôi, ta đâu có dụng ý gì đâu, nhưng mà người sống với cảm xúc nghĩa là đang chơi tôi, đang nói xấu tôi, đang hại tôi, đang dồn tôi vào thế bí, và trở thành là gì? Cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau lên. Nên buông xả mọi ý niệm trong thiền rất là quan trọng, và đó là cái cốt lõi của tu thiền đó. Tu thiền nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải là ở tư thế ngồi hay là tư thế nằm, tư thế đứng, tư thế đi. Trong bốn tư thế này chúng ta đều phải tu hết á. Có rất nhiều người giỏi trong lúc ngồi thiền, nhưng mà rất dễ trong lúc đi, không làm chủ được. Trong lúc đứng không làm chủ được, trong lúc nằm cũng không làm chủ được chính mình.
Do đó phải xả mọi ý niệm trong đi đứng nằm ngồi, tức là không có vướng kẹt vào cảm xúc, vướng kẹt vào thái độ. Thì thái độ nó làm cho mình lấy mình làm hệ quy chiếu, đối lập lại với người khác. Và thế giới tự do cho phép chúng ta phát huy đó, gọi là cá tính. Người này có cá tính mạnh, người nào có cá tính mạnh chừng nào thì người đó hệ quy chiếu cái tôi nó mạnh chừng đó. Thì việc tu tập để buông bỏ mọi ý niệm, nhất là ý niệm về cái tôi, trở nên khó hơn, chậm hơn, ít kết quả hơn. Thì khi hoàn thiện được đời sống đạo đức, thực tập thiền định thì tự động trí tuệ được phát sinh. Đức Phật đã nói trong các kinh là ba trụ cột tâm linh: đạo đức, thiền định, trí tuệ do tu. Thì khi hoàn thiện đạo đức và thiền định, cái tu này nó hoàn tất thì tuệ giác phát sinh. Và trường hợp thứ hai là tuệ giác phát sinh là do chúng ta ghi gẫm chân lý, học hỏi chân lý, thực tập chân lý thông qua các bài kinh. Đó là cách mà chúng ta đang làm. Trên nền tảng này đó thì sáu giác quan á trở nên thanh tịnh: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung. Chúng ta không bị vướng kẹt vào các phản ứng thuận và nghịch của cảm xúc. Thì thông thường đối với những con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích đó, thì chúng ta dễ diễm đắm, từ đó dẫn đến tâm tham ái. Đối lập lại đó, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mình không thích đó, thì mình dẫn đến cái tâm sân si, tâm khó chịu, tâm ganh, tâm ghen, tâm ghét, tâm hờn, tâm giỏi. Thì đây là phản ứng của tâm sân. Thì ai sống với cảm xúc nhiều đó thì hàng loạt cái phản ứng đó nó xảy ra mà mình mất kiểm soát. Thì sống bên cạnh những người mà cảm xúc nhiều thì cũng mệt mỏi lắm quý vị, vì họ có phản ứng hoài, nó giống như núi lửa nó có phun trào hoài bất cứ lúc nào. Nên phải tập làm chủ cảm xúc. Làm chủ được cảm xúc thì chúng ta làm chủ được các phản ứng giác quan. Và ngược lại, làm chủ các phản ứng giác quan, chúng ta sẽ làm chủ được cảm xúc này theo chiều hướng tích cực. Thì bằng cách đó đó, thời gian ước lượng mà Đức Phật nêu ra đối với những bậc thượng căn á, tu tập liên tục như thế 6 năm á, thì một bậc chân nhân sẽ có thể chứng đắc được thánh quả, đạt được 6 thần thông. 6 thần thông á, thực ra là khái niệm được thêm vào sau này thôi. Thời Đức Phật chỉ nó có 3 tuệ giác, tức là tuệ giác về quá khứ, từ đại cương đến chi tiết của bản thân, tuệ giác về tương lai, từ đại cương đến chi tiết nhân quả của bản thân và tha nhân. Rồi tuệ giác hiện tại thấy rõ nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân khổ đau đã kết thúc ở trong chính mình. Thì người như vậy được gọi là thánh nhân. Thì về sau này ta thêm vô 3 thần thông, gồm có lỗ tai nghe vạn dặm các loại âm thanh khác nhau, rồi thần túc thông có thể đi trên mặt đất, độn thổ dưới lòng đất, bay trên mặt biển, hoặc là biến mất hình tướng khỏi một cái vị trí mình đang có mặt. Rồi tha tâm thông, tức là biết được tâm trạng, suy nghĩ, quyết định của người khác. Thì phần này là phần bổ túc thêm sau thôi, là bởi vì nhiều đạo sĩ Ấn Độ giáo người ta tuyên bố rằng là ta có được những phép màu đó. Cho nên có lẽ vì thế mà trong quá trình biên tập á, một số vị biên tập trong Phật giáo mới thêm 3 loại thần thông này vào. Thực ra cái đó nó phải là dấu chỉ xác định sự giác ngộ. Sự giác ngộ là gì? Thấu rõ nhân quả bằng trí tuệ trong quá khứ, hiện tại và vị lai, không còn toàn bộ nỗi khổ niềm đau nữa, và nguyên nhân gây tạo đó không xuất hiện nữa. Cho nên hàng vạn các bậc thánh A-la-hán, Bồ-Tát chẳng có tha tâm thông, chẳng có túc mệnh thông, chẳng có thiên nhĩ thông.
Đó là chuyện bình thường. Như vậy, qua ảnh vụ này, Đức Phật khuyên chúng ta mỗi ngày phải có sự tiến bộ và tăng trưởng. Lấy hình ảnh con trâu, con bò sanh ra, trâu nghé, bò nghé, tạo ra giá trị kinh tế ở trong mỗi gia đình nông thôn. Thì mỗi người khi lập nghiệp á, cũng phải làm sao tăng trưởng được kinh tế gia đình, giải quyết được các vấn nạn cơm áo gạo tiền, đầu tư cái gì phải có tăng trưởng hạnh phúc và giá trị. Thì chúng ta dùng cái khái niệm đầu tư đi ha, đầu tư vào kinh tế. Trong năm 2020 phần lớn là phá sản do Covid-19 tàn phá. Rồi có người đầu tư một cuộc tình mà không thành công á, mà khổ đau cả một kiếp người. Rồi đầu tư một tình bạn mà gặp bạn gian dối á, thì gần như bị ám ảnh, không dám chơi với ai. Mỗi một sự đầu tư đó mà bị lỗ lã đó, nó làm cho chúng ta bị mệt mỏi. Vấn đề là gì? Không bỏ cuộc, rút kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp thích hợp. Thì những lần đầu tư sau, với sự tinh tấn đúng cách, kiên trì đúng cách, nỗ lực đúng cách, trước sau gì chúng ta cũng thành công. Điều 3, giữ gìn các giác quan như người chăn trâu. Đây là đoạn trong kinh Di Giáo, còn gọi là lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi qua đời. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, phải chế ngự năm giác quan, không để chúng rong ruổi theo trần cảnh dục lạc. Người tu phải như chú mục đồng cầm roi chăn, không để trâu giẫm đạp lúa mạ của người. Một khi các vị buông lung năm giác quan, không những các vị không chế ngự được năm thứ dục lạc, các vị cũng không thể dừng được vòng cương tỏa của sự phóng túng. Như con ngựa trứng, nếu không có dây cương sẽ lao xuống hầm hố. Thì đây Đức Phật dùng ảnh dụ của con trâu để nhắc nhở tất cả tăng ni và Phật tử trong việc tu. Để giữ trâu á, thì người nông dân á, người ta có một cái cây cọc hay là cây cột. Và xỏ qua cái lỗ mũi của con trâu với cái đầu của con trâu. Cái sợi dây đó, nó khoảng chừng 2 mét hoặc là 3 mét thôi, so với cái cây cọc, cây cột đó. Như vậy con trâu nó chỉ đi ở trong cái đường kính của cái sợi dây đó thôi. Bằng cách này đó thì người nông dân không bị than phiền và bắt đền. Bởi vì con trâu nó lỡ mà nó giẫm đạp vào trong lúa mạ hay là các đồng áng đang trồng các cái loại rau quả cũ thì coi như là tan nát hết. Con trâu thì không ăn được những thứ đó, nó ăn chuỗi là ăn cỏ rồi. Mà nó lỡ giẫm đạp lên, nó nằm lên là coi như là mấy cây nó chết hết. Do đó người sống bằng nghề chăn nuôi trâu đó thì họ phải đi theo trâu. Thầy có đi mỗi một lần tham dự hội thảo Phật giáo quốc tế, và thông qua đó đi tham quan các cái cánh đồng thảo nguyên của nước này, đọc lịch sử thôi. Giờ đi thực tế để biết như thế nào. Mênh mông vô tận, toàn là các cánh đồng cỏ, không có các cây lớn, bởi vì khí hậu quá khắc nghiệt, lạnh nó mấy chục độ C và mùa đông, cây nào sống cho nổi. Vì thế mà ở đó nó có những con trâu, ta gọi là trâu giác, nó to đùng, nó lớn kinh hồn lắm quý vị. Sừng của nó cũng khủng hoảng luôn.
tướng của nó dữ dằn hơn các con trâu ở các quốc gia còn lại. Sữa của nó có chất bổ cao hơn. Nhưng mà nó tồn tại bằng cách nào? Bằng cách ăn cỏ. Thì cỏ khi mà cái mùa tuyết phủ âm độ C đó, nó không có chết, nó nằm ở dưới, thì các con trâu này nó tự động, nó biết cách, nó dùng cái sừng của nó móc tuyết ra và nó gặm lấy cỏ đó để sống. Và để giữ trâu đó thì người Tây Tạng, xin lỗi, người Mông Cổ giỏi về cưỡi ngựa. Nước Mông Cổ có trên 50 triệu con gia súc là ngựa, trâu để cung cấp cho thị trường thức ăn thịt của thế giới. Thì dù đó là những cái cánh đồng thảo nguyên mênh mông, nhưng mà vẫn phải có người giữ. Nếu không giữ, con trâu nó đi. Vì mấy con trâu nó có thích đi ở chỗ nào có nhiều cỏ nó ăn thôi. Nó đi chút xíu là lạc đàn. Cho nên đó là một cái đàn như vậy có khi đó là mấy chục ngàn con, mà cũng có một hai người chăn thôi. Họ chăn rất giỏi. Làm thế nào đó để cho lùa hết các đàn trâu đi theo cái hướng mình muốn. Ngày hôm nay đã đi cái cánh đồng này rồi thì ngày mai phải đi cánh đồng khác. Chứ mà không cỏ đâu ăn nữa. Mà có con trâu đâu biết. Đi về đó kiệt sức, mà là không có tạo ra chữ lượng sữa để bán được. Cho nên đó là người mục đồng đó, người ta phải biết cách dẫn đến những cái cánh đồng mà mấy ngày trước chưa có đi qua. Cứ như thế, họ sống với văn hóa du mục. Còn cái nhà của họ đó, nhà liều thôi, tấm bạc liều làm rất là hay. Rựng lên trong vòng 4 tiếng đến 6 tiếng là xong. Có thể chống chọi được dông gió, giống như là bão tuyết. Được khi ở chỗ đó các cái thảo nguyên nó đã hết rồi, châu bò ăn sạch rồi, thì họ phải di cư có khi là vài chục cây số, có khi cả trăm cây số để qua những cánh đồng thảo nguyên khác, và họ chăn dắt rất là kỹ. Còn đối với loại trâu bò bình thường đó, thì cái điều quan trọng là làm sao đừng để cho nó giẫm đạp lúa mạ của người khác, bị bất thường bất đền. Thì như vậy con trâu ở đây đó, Đức Phật dùng để sánh ví cho năm giác quan. Đó là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi và cái thân. Thì trong kinh Phật á, Đức Phật có điêu ra có 4 loại thức ăn. Thứ nhất á, là đoàn thực, tức là những cái thức ăn bằng vật thể mà chúng ta nhai để nuốt. Mà người Ấn Độ khi mà ăn cơm á, họ có thói quen là gì? Dùng tay. Thức ăn đó, họ nấu nó nhừ ra hết, bắt đầu họ vò lại thành cái viên tròn tròn, họ bỏ vào miệng. Mà nhất là đàn ông Ấn Độ, bởi vì biết là 15 tuổi là râu quai nón dài hết rồi, họ ăn một cách khéo léo đó, là không dính râu. Thức ăn của đồ luôn luôn có cà ri, cái gì cũng sạch hết, màu vàng khe dính vô là nó xấu. Cho nên là họ rất là khéo vò thành viên tròn tròn, họ bỏ vô. Từ đó mà có khái niệm là gì? Thức ăn tròn. Đoàn là tròn, đoàn thể là một cái tổ chức là trọn vẹn, tròn trịa. Đó là đáp ứng cho nhu cầu của sức khỏe cơ thể chất. Nếu biết ăn đúng cách và ăn sai cách thì bị bệnh tật. Thứ hai đó là xúc thực, đó là sự tiếp xúc là một loại thực phẩm. Con mắt tiếp xúc với hình thái, màu sắc, mẫu mã, thời trang, phim ảnh, cảnh trí thông qua du lịch. Và người phụ nữ là tiêu thụ con mắt là nhiều nhất. Đàn ông á chọn người yêu bằng con mắt, tức là thấy đẹp là yêu thôi. Đó là xúc thực của con mắt đối với người đàn ông nó rất là mạnh mẽ. Còn xúc thực ở lỗ tai của phụ nữ rất mạnh mẽ. Cho nên đó, nhiều phụ nữ đàng hoàng đứng đắn trở thành nạn nhân của các gã sở khanh, vì các gã sở khanh nó ngọt lắm. Nên là dân gian có câu đẹp trai không bằng nói dai. Đẹp trai mà nói sẵn sẵn
nó khô khan á, thì mấy cô không thích. Còn những cậu nào mà nói ngọt ngào, nói dễ thương, nói năn nỉ, nói chiều chuộng, nói nhỏ nhẹ, nói khen tặng, nhất là nói nịnh á, là quý bà thích dữ lắm. Đánh vào cái cảm xúc. Và cái đó được gọi là gì? Xúc thực của lỗ tai. Bây giờ phần lớn ai cũng nghiện nhạc. Nhạc bororo hay là nhạc trẻ hay là nhạc rap, nó đủ loại nhạc. Và không nghe là chịu không nổi. Và khi mà thị trường âm nhạc online đó phát triển mạnh, các ca sĩ đều đứng hết đấy. Bởi vì ta nghe miễn phí không à. Các tụ điểm bây giờ sống không nổi. Các ông bầu làm về nhạc á, gần như là lỗ. Tổ chức đâu là lỗ đó. Tiền các xe cho ca sĩ thì cao, mà vé bán không được. Truyền hình thì truyền trực tiếp mỗi đêm, thì ai đi xem nữa. Truyền hình thì hưởng lợi bán quảng cáo, còn các ca sĩ, văn nghệ sĩ thì tiêu tùng. Họ chỉ sống được trong vòng gọi là 15 năm tỏa sáng thôi. Những năm cuối đời thì rất là te tu. Phần lớn là te tu hết. Đến tuổi 40, nếu mà họ đi ca từ tuổi đôi mươi, mặc dù giọng ca vẫn còn rất hay, chất giọng rất là đặc biệt, nhưng mà không còn người nghe. Vì bắt đầu người ta già mà, ta muốn đi nghe người khác. Bởi vì cái lỗ tai này nó thích cái thức ăn âm thanh lạ mới hơn. Thì tương tự lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân á, thì thích những vật xúc chạm. Phải là vải nhung, vải lụa, vải mát, vải ấm, vải màu này, vải màu kia. Dép là phải dép này, guốc nọ. Rồi trang sức phẩm phải kiểu này kiểu kia. Nó đều là thức ăn tiếp xúc, làm cho cơ sở cảm thấy thoải mái và thỏa thích. Thì dùng hình ảnh đó, Đức Phật nói rằng là nếu chúng ta không làm chủ được tâm này đó, thì con trâu giác quan gồm có 5 phương diện vừa nêu đó, nó sẽ dẫm đạp lúa mạ, tức là đồng áng của người khác. Nó là làm cho mình cái gì? Làm cho người khác không thích, vi phạm vào quyền lợi của người khác qua các lòng tham, tổn hại người khác qua tâm sân, gây những cái ảnh hưởng tiêu cực của người khác bởi sự si mê. Thì xúc thực nó nguy hiểm lắm. Nó là một cái nhu cầu không thể thiếu của con người. Ngày nay giới trẻ tiếp xúc internet, mạng xã hội riết là nó bị trầm cảm, trở nên ích kỷ, trở nên tâm thần, trở nên là không tương tác. Do đó cốt lõi của việc tu tập là làm thế nào để cho chúng ta không trở thành kẻ nô lệ của năm giác quan thôi. Còn phương pháp là có nhiều cách để đạt được. Ở đây cốt lõi chính là gì? Giữ tâm. Vì tâm là đạo diễn, tâm viết kịch bản. Còn thân này đó là diễn viên thôi. Có khi diễn viên đần, có khi diễn viên thông minh. Và nếu như cái thân này được đạo diễn thông minh thì nó trở thành là phương tiện làm các việc thông minh, các nghề thông minh, tạo ra các giá trị thông minh và hữu ích. Còn nếu cái tâm này nó bị đần bởi vô minh, bởi tham ái và bể giận dữ đó, thì cái con trâu thân này nó phá nát hết cuộc sống, phá nát hết cuộc đời, phá nát hạnh phúc. Do đó phải đề cao ý thức để giữ tâm. Điều 4, đừng để trâu bị kiệt sức. Xin trích đoạn kinh Di Giáo. Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm vật cúng dường, các vị nên xem như uống thuốc. Ngon không ham, dở không chê,
ăn uống chỉ để cho khỏi đói, như ong hút mật của hoa, chỉ lấy mùi vị, không làm tổn thương hương sắc. Người xuất gia cũng vậy, thọ dụng sự cúng dường để đủ sức khỏe tu tập, không được ham cầu quá nhiều, làm tổn thất tính tâm của tính thí. Hãy như người trí, biết lượng sức kéo và chịu đựng của trâu, không nên dùng trâu quá sức đến nỗi kiệt lực. Thì đoạn kinh này đó, Đức Phật thương con trâu nên nhắc các chủ nhà sở hữu trâu đó, đừng có gọi là lợi dụng sức trâu quá mức đến độ mà nó phải ngã quỵ đi không nổi nữa. Mà trâu chết thì đời sống nông thôn cũng bị kiệt sức theo. Và đoạn kinh này Đức Phật cũng rất là thương các Phật tử tại gia, nên nhắc nhở các vị xuất gia đó là tiếp nhận sự cúng dường của họ cũng vừa phải. Những cái gì mình cũng vét từ họ hết, cũng kêu gọi từ họ hết, riết là họ không còn tiền đó, họ kiệt sức. Và ngã quỵ. Khi ăn uống thì Đức Phật răn dắt rất kỹ. Người ăn á cần phải làm chủ tâm. Đối với thức ăn hợp khẩu thì không nên để cho mình bị nhiễm nấm vào. Còn đối với thức ăn quá dở thì cũng không nên chê. Nhưng quý vị khi mà cúng dường trai tăng, nhớ được câu hỏi các thầy ở bữa nay ăn có ngon không? Trả lời ngon á thì nó không phù hợp với lời Phật dạy. Mà trả lời dở thì quý vị buộc. Phải không ạ? Mình cúng, mình bỏ công sức ra, bỏ tiền bạc ra thì mình kỳ vọng là phải ngon mà. Quý vị cứ quan sát, thấy bữa đó ăn sạch trơn là biết ngon rồi, mà thấy còn nguyên là biết dở. Không cần phải hỏi gì hết trơn á. Yếu tố thứ hai nữa là đừng có làm quá nhiều, đừng có làm theo ăn cổ ở miền Bắc và miền Trung, cả chục món ăn xong hết. Nên ở miền Nam ăn đơn giản, chùa Giác Ngộ ăn bữa sáng có khi có 2 món, bữa chiều 3 món, bữa trưa nhiều nhất là được 4 món. Mỗi một món vừa dọn lên một dĩa nó vừa phải, 4 người ngồi gấp 2-3 lần là hết. Tức là dọn vừa cái sức ăn thôi thì nó mới hết. Chứ còn mà dọn dư sức ăn, 4 người mình dọn 8 bằng sức 8 người là sao ăn hết. Mà nếu ăn hết thì các ông thầy trở thành béo phì hết. Hiện nay thì bên Bộ Y tế Thái Lan ta ngại lắm, không biết tại sao các ông sư Thái Lan bây giờ bị đại đa số béo phì. Cái chế độ ăn uống như thế nào dẫn đến tình trạng đó? Trước đây không có. Thì giờ ta đang có một cái nghiên cứu để khắc phục cái tình trạng bị béo phì ở tu sĩ. Thì thường mình ăn ít đó, là cơ thể ít bị lão hóa. Còn về phương diện sức khỏe đó, khi mà nó quá đầy đủ thì tự động nó đòi hỏi. Và trong các thực phẩm thịt cá đó, nhất là các loại thịt đỏ, ăn vào thì nó tiết ra cái hormone testosterone, đó là hormone tính dục, nó làm cho chúng ta có nhu cầu về thân xác. Cho nên người xuất gia mà ăn chay trường được thì tốt. Rồi dĩ nhiên là trong các loại rau quả củ đó, nó cũng có nhiều loại đó, nó có được cái chất tương tự testosterone. Mình phải hiểu để ăn làm thế nào đó nó giảm bớt đi những yếu tố này thì cái việc mình tu nó dễ dàng hơn. Nên người tu ăn ít. Mặc dầu thầy mới có tuổi U60 thôi, sáng mời thầy ăn có không tới nửa chén cơm, dĩa rau cộng thêm chút xíu, bữa trưa lúc ăn cũng chừng đó, nhiều hơn chút cơm 2/3 chén, chứ nhỏ xíu thôi nha, chứ phải là cái tô cơm. Bữa chiều cũng nửa chén cơm hoặc nhiều nhất là 1 chén. Nên một ngày thì ăn chưa được 2 chén cơm mà vẫn đủ sức làm việc. Chứ đừng có sợ ăn ít là không đủ sức làm việc, nghĩa là phải ăn đủ chất thôi, đủ năng lượng calori. Phải khoảng chừng nhỏ con như thầy đó ăn khoảng một ngày 1.800 calori là đã đủ rồi.
Còn lớn con thì ăn khoảng 2.200 calorie. Do đó người làm bếp ở chùa nó phải có kiến thức về y học, thì nấu ăn á, cho các thầy các sư cô hỗ trợ cho việc tu tốt hơn. Và Đức Phật dùng hình ảnh thứ hai đó, đó là giống như con ong lấy mật từ hoa nhưng mà không làm cho hương sắc của hoa bị tan nát, để hoa vẫn còn đẹp. Thì người tu thì không có làm kinh tế, cho nên đó, phải nương dựa vào sự phát tâm cúng dường của thí chủ và đàn na. Dĩ nhiên là mỗi người thì có một cái nguồn thu nhập khác nhau, có người tỷ phú, người triệu phú, người giàu, người trung bình, người nghèo. Do đó vận động họ vừa phải, nó vừa cái sức họ cúng đó. Thì trong kinh Đức Phật, nhất là kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra cái thu nhập chia làm 4 phần, lợi tức đó, chia là 4 phần. 25% á là tiết kiệm để giữ cho mình cho những khoản đầu tư về sau. 25% á là tái đầu tư vào sự nghiệp và công việc. 25% á là chăm lo cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và người thân. Rồi 25% á làm công ích xã hội. Cái đó bây giờ được hiểu là gì? Đóng thuế, làm từ thiện, tham gia việc ăn xin, làm các Phật sự. Thế như vậy, cái gợi ý mang tính tương đối này đó cho thấy là Đức Phật vẫn khuyên chúng ta phát tâm dùng khoảng 25% lợi tức ngoài cái việc ống thế là làm các việc nghĩa, việc thiện để chia sẻ với các mảnh đề kém may mắn hơn. Dĩ nhiên là có những người phải vay ngân hàng để đầu tư, thì cái số 25% đó chúng ta sẽ giảm lại còn 5%, 10% hay 15% vậy đó, đại khái thế. Tức là phải biết phân bổ cái chi tiêu làm sao cho hợp lý. Thì đối với một ngôi chùa làm Phật sự, bao gồm xây chùa, trùng tu chùa, đóng góp cho các Phật sự dấn thân, thì đều cần đến cái nguồn tài chính của Phật tử. Và những người ta làm ăn được thì mới phát tâm cúng dường cho các Phật sự mà họ thích. Thì thầy đã làm Phật sự từ lâu, 2002 làm tới bây giờ. Thì có nhiều người ta chỉ thích làm mổ mắt cườm đó, kêu gọi cho lĩnh vực từ thiện khác không tham gia. Có người chỉ thích ấn tống, bỏ kinh sách ra họ không đóng góp. Có người chỉ thích xây chùa, kêu gọi các hoạt động tương thân tương ái, họ chối từ. Có người chỉ muốn cúng dường cho tăng ni ăn học, làm các việc khác họ không vui. Thì hoạt động của quỹ đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ chúng ta chia làm một số lĩnh vực. Cái nguồn tài chính cúng cho việc nào thì làm cho việc đó thôi. Trong cái mùa Covid 2020, một năm đó, quý vị thấy là thầy hiếm khi vận động. Chứ gửi trên mạng thì ai không bị khó khăn thì đóng góp. Mặc dù cái chùa Quan Âm Đông Hải ở dưới Sóc Trăng là te tua, nguyên một năm không có người cúng. Người ta làm ăn khó quá sao cúng. Nhiều người phải phá sản, nợ ngân hàng chồng chất lũy tuyến qua năm tháng. Và cứ đến cuối tháng là nhìn thấy những cái tờ bill, nhìn thấy những hóa đơn, nhìn thấy ngân hàng kêu nợ, siết nợ là nhức đầu, căng thần kinh. Làm sao mà cúng dường, tiền đâu cúng dường. Mình cũng phải chấp nhận và phải kiên trì thôi. Cho nên là quý vị thấy là năm 2010 thì mượn gần 10 tỷ. Cho mượn không lấy lãi. Thì hy vọng là năm 21 này đó là Covid được khống chế. Hôm qua thì thầy được chủ của công ty điều chế dược phẩm Nanogen mời đến để làm lễ cầu an cho công ty và gia đình
Vì đây là nơi sản xuất vaccine COVID của Việt Nam. Thì theo nó cho biết á, là thử nghiệm của anh ấy đã thành công rồi, nhưng mà Bộ Y tế vẫn muốn thận trọng làm lại cái quy trình tương tự đó. Cho đến khoảng tháng 4 này, nếu may mắn được thông qua đó, thì Việt Nam chính thức có vaccine. Để khống chế COVID. Mà khi có vaccine đó, thì 98 triệu dân trong nước đều được tiêm chích 2 liều. Mỗi một liều đó, chỉ có 120 ngàn đồng. 2 liều đó là 240 ngàn mà để mình bảo vệ mạng sống của mình và người thân thì quá rẻ vậy. Nó bằng 2 tô phở cho nhiêu. Có nơi nói là 4 tô phở, đó là phở giá rẻ. Thế là nó không đáng, số tiền bao nhiêu. Thì lúc đó cái kinh tế mới phục hoạt, mọi sinh hoạt mới trở lại như bình thường. Hiện nay thì Mỹ đã áp dụng, Vương quốc Anh đã áp dụng, nhưng mà số lượng sản xuất vẫn chưa đủ cung cấp cho cái tổng số dân nó quá lớn. Chúng ta phải ưu tiên theo đối tượng, bao gồm là đối tượng bệnh viện trước, sau đó đối tượng học đường, đối tượng quân đội, từ từ mới các thành phần sau còn lại. Nghĩa là người xuất gia khi làm các Phật sự phải hiểu được đệ tử của mình, và khi kêu gọi phát tâm cũng phát tâm đúng cách và vừa phải. Có nhiều Phật tử thích chơi xôm, đang thiếu nợ mà vẫn phát tâm, cho nên nợ nặng chồng chất. Có một chùa bị rồi quý vị, tức là tới túng rất là nhiều, cuối cùng là bị tòa kêu xử, hỏi cái tiền đó chia chỗ nào, cái đó là cúng vô cái chùa A, làm chùa A bị mang tiếng. Và ở bên Thái Lan quý vị biết cái chùa Dhammakaya đó, còn được dịch đó là sát nghĩa là chùa Pháp Thân đó, là chùa Thái Lan lớn nhất. Mỗi lần khóa tu cả 1 triệu người. Thì đấu tranh phe phái của đạo phái chính trị, nó làm cho chùa bị vạ lây. Thì một ông tham nhũng khi còn làm chính trong phòng của chính phủ đó, thì ông lấy cái tiền công đó cho một đứa cá nhân, và ông chích một cái khoản cái tiền tham nhũng đó, ông cúng cho ông hòa thượng trụ trì của chùa Dhammakaya, làm cho hòa thượng bị ghép tội là đồng lõa với tham nhũng, dây bắt và lột y hòa thượng này ra. Hiện nay thì vẫn chưa phát hiện hòa thượng đang ở đâu, nhưng mà ta tẩn xuất công bố bởi luật pháp của Thái Lan rằng là kể từ đó trụ trì của chùa Dhammakaya không được thừa nhận là tu sĩ nữa. Nó có những cái vạ lây đó rất là khó nói, đấu đá chính trị dẫn đến một số tu sĩ trở thành nạn nhân. Vậy là chúng ta phải căn phân cái nguồn lợi tức của mình để làm Phật sự và thiện sự một cách vừa phải, và các tu sĩ cũng phải làm đúng với lời Phật dạy. Giống như con trâu phải biết lượng sức của nó, đừng để cho nó cày cấy đến độ là kiệt sức ngã quỵ trên đường hay là ở trên cánh đồng. Thì qua Tết âm lịch thì chúng ta vẫn tiếp tục khóa tu trở lại, và rất mong quý vị tinh tấn hơn. Hiện nay thì Ủy ban nhân dân thành phố vẫn cho phép sinh hoạt tập thể, mặc dù cách đây 2 ngày có ra thông báo bởi Sở Y tế đó, nhưng rồi là nó không có dấu hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh bị lây nhiễm, cho nên các sinh hoạt vẫn có thể diễn ra bình thường. Và mong sao Tết Tân Sửu này còn 10 ngày nữa không bị trở ngại. Chúng ta đã bị trở ngại gần 365 năm rồi, 365 ngày rồi. Thì nó dài giống như 365 năm. Thì mỗi người trong chúng ta hãy cùng cầu nguyện với năng lượng từ bi và nỗ lực đúng cách,
để mong cho vaccine COVID-19 được thành công trên toàn cầu. Và nhất là Việt Nam chúng ta, như vừa giới thiệu quý vị ha. Tập đoàn dược Nanogen là nơi được hợp đồng để sản xuất vaccine. Và dự kiến là tháng 4 này đó là hoàn tất hết các cái giai đoạn thử nghiệm để được công bố áp dụng. Thì vậy là Việt Nam sẽ chính thức trở thành là một trong rất ít các quốc gia trên tổng số 227 quốc gia sản xuất thành công vaccine chống Covid. Chúc mừng năm mới được an lành và hanh thông. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng
với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Minh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.